những cầu thủ người nghệ trong màu áo B, Bình Dương, theo danh sách đăng ký của đội bóng thủ ở mùa giải 2020. Trần Đức Cường, Nguyễn Trọng Huy và Trần Phi Hà là ba gương mặt đến từ xứ nghệ. Thủ môn Trần Đức Cường, những tưởng kết thúc mùa giải 2019, thủ môn người nghệ An sẽ chia tay B. Bình Dương như Bùi Tấn Trường, Nguyễn Anh Đức và Lê Tấn Tài. Tuy nhiên, trước sự tin tưởng của ban huấn luyện, Trần Đức Cường đã quyết định gắn bó với đội bóng đất thủ thêm một mùa giải nữa trong quá khứ, thủ môn 35 tuổi, từng trưởng thành từ lò đào tạo sông Lam Nghệ An, và từng được khoác áo đội chủ Sân Vinh ở hai mùa giải năm 2014 đến năm 2015 tính đến thời điểm hiện. Tại, Trần Đức Cường, đã trải qua mùa giải thứ 6 thi đấu cho đội bóng có biệt danh Chelsea Việt Nam 2013. 2016, 2017, 2018, 2019, và 2020. Tại B, Bình Dương lúc này cựu thủ môn sọc bổng Đà Nẵng. Hòa Phát Hà Nội và Sông Lam Nghệ An là gương mặt nhiều tuổi nhất sinh năm 1985 với đội hình trẻ trung, non kinh nghiệm thi đấu. Trần Đức Cường chính là chỗ dựa tin cậy cho Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội trong những thời điểm quan trọng. Tiền vệ trung tâm Nguyễn Trọng Huy, cầu thủ mang áo số 6 là một trong những nhân tố quan trọng nhất của B. Bình Dương ở mùa giải năm nay, tiền vệ quê huyện Thanh Trương Nghệ An được kỳ vọng sẽ kế thừa thành công vai trò của người đàn anh Lê Tấn Tài vừa để lại trước đội phó mà Nguyễn Trọng Huy đang đảm nhiệm là minh chứng rõ ràng. Có một chi tiết khá thú vị là tiền vệ sinh năm 1997 lại trưởng thành từ lò đào tạo B. Bình Dương, mà không phải là từ lò đào tạo sông Lam Nghệ An. Dẫu vậy, phong cách thi đấu của Nguyễn Trọng Huy, vẫn có nhiều điểm tương đồng với những sản phẩm của lò đào tạo sông Lam Nghệ An. Đó là sự máu lửa trong từng pha bóng. Nhắc đến Nguyễn Trọng Huy giới chuyên môn, và người hâm mộ bóng đá nước nhà, vẫn chưa thể quên tình huống cầu thủ này bị trọng tài trước quyền thi đấu. Sau pha, vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết ở trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Mianometa Mian diễn ra trên sân Phú Thọ vào ngày 7 tháng 6 năm 2019. Tiền vệ cánh Trần Phi Hà, em trai của đương kim đội trưởng thành phố Hồ Chí Minh là sản phẩm của lò đào tạo sông Lam Nghệ An nhưng chưa bao giờ được khoác áo đội bóng xứ nghệ chinh chiến tại đấu trường V. League hay cúp quốc gia, cuối mùa giải 2017, Trần Phi Hà chia tay sân Vinh để đầu quân cho đội bóng hạng nhì Bà Rịa Vũng Tàu. Nhờ những màn trình diễn ấn tượng của mình trong màu áo Bà Rịa Vũng Tàu, tại giải hạng nhì quốc gia 2019, tiền vệ sinh năm 1996 đã chính thức được B. Bình Dương chiêu mộ với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ 24 tuổi. Tại vòng 2 v League 2020, diễn ra, vào chiều 14 tháng 3 tới, Trần Phi Hà, sẽ có dịp gặp lại những người cũ là huấn luyện NV Ngô Quang Trường. Hậu vệ Hoàng Văn Khánh. Tiền vệ Phan Văn Đức, tiền vệ Bùi Đình Châu, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh, tiền đạo Hồ Tuấn Tài, một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc và thú vị. Gạch chéo chấm, hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại